Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thanh hóa ngày mới của Đài Phát Thanh và truyền thanh hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xây dựng làng nghề đúc đồng trà đông trở thành điểm du lịch hấp dẫn Số lượng bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tăng cao đột biến trong những ngày qua Từ ngày 15 tháng 10, Nghị định 110/2018 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, nghị định có yêu cầu riêng với đối tượng cán bộ, công chức viên chức, người lao động khi tham gia lễ hội. Cụ thể, cán bộ công chức viên chức người lao động không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công hoặc thuê khoán phương tiện tham gia lễ hội trừ thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ. Các cá nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù còn 3 tháng nữa mới hết năm 2018, nhưng theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hiện số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt 92,64% kế hoạch năm 2018. Dự báo chỉ tiêu xuất khẩu lao động sẽ hoàn thành sớm. Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ riêng trong tháng 9 là 16.080 lao động. Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất trong tháng 9 với hơn 9.000 lao động. Tổng hợp trong 9 tháng năm 2018 có 102.116 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh thị trường truyền thống, trong năm 2018, xuất khẩu lao động kỹ thuật cao cũng được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, tình trạng lao động bỏ trốn bất hợp pháp vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trong quá trình lao động sản xuất, nhiều hội viên phụ nữ đã không ngừng sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm hữu ích, tổ chức sản xuất có hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bản thân và hội viên phụ nữ trên địa bàn. Tháp đá rượu khói, mặt hàng được sử dụng trong các sự kiện giao lưu, lễ tiệc là sản phẩm do chị Nguyễn Thị Thủy xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống sáng tạo ra. Trước đây khi còn làm dịch vụ đám cưới, chị Thủy thường phải mua tháp rượu này của Trung Quốc với giá 4 triệu đồng một chiếc nhưng chất lượng kém và không đẹp. Do vậy, chị đã tìm hiểu, học hỏi và tự làm ra sản phẩm với nhiều mẫu mã đẹp mắt. Hiện trung bình mỗi tháng, chị bán cho các đại lý khoảng 150 chiếc thắp đá rượu khói với giá gần 2,5 triệu đồng một chiếc. Ngoài ra, chị còn làm được thêm nhiều sản phẩm khác như thùng đựng tiền, hộp bánh cưới. Sự sáng tạo đã mang lại cho chị Thủy nguồn thu nhập khá tại việc làm cho 15 hội viên phụ nữ trong xã. Hiện tại thì tôi đã có thể làm ra 10 đến 12 sản phẩm và tôi đã tìm hiểu trên mạng, trên các cái nơi mà sự kiện tổ chức đám cưới để tôi sáng tạo ra theo cách của mình. Và bây giờ thì mẫu mã của chúng tôi đã được người mọi người rất là ưa chuộng. Quê ở An Giang, lấy chồng tại huyện Tĩnh Gia, sau hơn 10 năm theo chồng ra Bắc, chị Sariha đã từng vất vả với nghề nông trước khi có công việc ổn định như bây giờ. Quê chồng chị vốn ở xã Hải Yến, sau khi chuyển đến khu tái định cư nhận đất cho dự án là quá dầu Nghi Sơn. Ruộng không có, lao động dư thừa nhiều, chị Sariha đã mở cơ sở may túi bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường, phục vụ cho các siêu thị. Năm 2016, gia đình chị đã thành lập công ty, đồng thời kết nối với doanh nghiệp tại tỉnh Hương Yên để tiêu thụ sản phẩm. Hiện công ty của chị đã tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng. Cái sản phẩm túi này thì rất thân thiện với môi trường nên là rất được đông đảo của người dân lựa chọn. Nên là sắp tới rồi em muốn mở rộng xưởng ra để mà mở rộng thêm để mà kiếm thêm thu nhập cho gia đình với lại là tạo thêm công an việc làm cho nhiều người dân ở địa phương. Trong quá trình lao động sáng tạo, hội viên phụ nữ các địa phương dân tộc vùng miền trong tỉnh đã sản xuất được hàng trăm loại sản phẩm trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, nghề truyền thống. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, thay vì làm nhỏ lẻ, các hội viên phụ nữ cũng đã chú trọng đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất như sản xuất theo tổ nhóm, hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết bao tiêu sản phẩm. Trước đây chưa có tổ hợp tác thì công việc làm của chị không thường xuyên nhưng mà khi chúng tôi có tổ hợp tác thì chúng tôi có cái trách nhiệm đi đấu mối nhiều các đại lý nên là việc làm của chị thường xuyên hơn, thu nhập cao hơn. là Ghi nhận biểu dương, tôn vinh khả năng sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ trong xây dựng phát triển kinh tế xanh và bền vững. Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 10. Đây là cơ hội để chị em phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu, kết nối thị trường, tích cực tham gia phát triển các sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. Hai ngân hàng lớn là Việt Tinh Banh BIDV vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động thêm 0,1 tới 0,4 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới nhất của Việt Tinh Banh, các mức lãi suất được điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước đây là lần thứ hai trong khoảng 2 tháng qua, Việt Tinh Banh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn. Động thái tăng lãi suất tiền gửi cũng diễn ra tại BIDV khi ngân hàng này vừa áp dụng biểu lãi suất mới theo hướng nhích nhẹ một số kỳ hạn. Tăng trưởng tiến dụng trong 9 tháng đầu năm của hệ thống ngân hàng khoảng 9,52%, trong khi huy động vốn khoảng với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm của hệ thống 14%, một số ngân hàng vẫn còn dư địa cho vay nên điều chỉnh lãi suất để cân đối lại nguồn vốn, thu hút thêm nguồn huy động đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cao từ thị trường dân cư dịp cuối năm. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tuần từ ngày 28 tháng 9 năm 2018 đến ngày 4 tháng 10 năm 2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm 11,5% so với lượng nhập khẩu trong tuần trước. Tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam, chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia, Mexico và Trung Quốc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần. Ngoài ra trong tuần qua có 62,9 triệu đô la Mỹ linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta giảm nhẹ 5% so với tuần trước. Ngày mùng 7 tháng 10 Viettel đã hoàn tất chuyển đổi mã mạng từ 11 số còn 10 số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau 9 đợt chuyển đổi, gần 52 triệu thuê bao 11 số của Viettel đã được sử dụng giải đầu số từ 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi chỉ mất khoảng 15 phút và vẫn đảm bảo thông suốt các dịch vụ gọi điện nội mạng, ngoại mạng hay tin nhắn. Việc quy hoạch và chuyển đổi đầu số mới nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm hiệu quả phù hợp với sự phát triển của thị trường và công nghệ trong từng thời kỳ. Không chỉ Việt Nam mà khá nhiều nước trên thế giới cũng thường điều chỉnh kho số sau khoảng từ 10 đến 15 năm để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng hàng không Pháp Air France. Phó Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của hãng hàng không Pháp Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể, đồng thời chỉ đạo cơ quan hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu sử dụng hàng hóa miễn thuế của hãng hàng không Pháp đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại điều 10 Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 14 tháng 4 năm 1977. Hiện nay, Air France vẫn là hãng hàng không duy nhất từ châu Âu có đường bay thẳng từ Paris đến Việt Nam. Thời gian qua, từ việc huy động các nguồn lực, các ngành, các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình giết mổ tập trung, tạo được chuyển biến đáng kể trong công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y tại nhiều cơ sở điểm giết mổ trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 9 năm 2018, toàn tỉnh có 2.473 cơ sở điểm giết mổ, giảm 416 điểm giết mổ nhỏ lẻ so với năm 2016. Trong đó có 2 cơ sở giết mổ công nghiệp với công suất gần 2 tấn thịt lợn sữa một ngày, 8 cơ sở giết mổ bán công nghiệp Hàng năm toàn tỉnh đã kiểm soát giết mổ khoảng 680.000 con lợn, 76.000 con trâu bò và 2,5 triệu con da cầm. Thời gian tới, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động giết mổ kinh doanh gia súc gia cầm tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ ở khu vực dân sinh, chợ cóc. Các địa phương cũng sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng thú y cơ sở kiên quyết xử lý các cơ sở giết mổ kinh doanh gia súc gia cầm mất vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức năng luật định. Trong những tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh, số lượng bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tăng cao đột biến. Trung bình mỗi ngày, khoa truyền nhiễm da liễu, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận điều trị cho từ 20 đến 30 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Thời điểm ra mùa là điều kiện bùng phát dịch bệnh tay chân miệng sốt xuất huyết. Cách phòng tránh bệnh hiệu quả nhất là các bậc phụ huynh thực hiện giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên cho trẻ rửa tay với xà phòng. Nếu có các triệu chứng của bệnh như nổi mụn nước ở tay chân miệng, sốt cao không dứt thì nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế, không nên tự ý điều trị ở nhà bởi có thể bệnh gây biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Trong tháng 9 năm 2018, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận và khám cho hơn 12.000 trẻ, trong đó có 659 trẻ được chẩn đoán mắc các bệnh truyền nhiễm, già liễu. Nên cho trẻ em học ngoại ngữ từ lúc mấy tuổi là thắc mắc chung của các bậc phụ huynh trong giai đoạn hiện nay. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp cha mẹ biết độ tuổi và phương pháp thích hợp nhằm giúp con tiếp cận tốt nhất với môn ngoại ngữ. Theo các chuyên gia ngôn ngữ, giai đoạn từ 3 đến 7 tuổi chính là thời điểm vàng cho việc phát triển các kỹ năng ngoại ngữ ở trẻ em. Trong giai đoạn này, trẻ có thể phát triển cùng lúc cả 3 khả năng, nghe chính xác âm, nói bắt trước và khả năng nhận thức thông qua các hoạt động giao tiếp và vui chơi. Các bài học ngoại ngữ thông qua tương tác nói trong giai đoạn trẻ từ 3 đến 7 tuổi sẽ giúp bé phát huy học nói tốt như người bản xứ. Trước năm 3 tuổi, cha mẹ vẫn có thể thực hiện một vài hoạt động mang tính kích thích sự yêu thích học ngoại ngữ bằng cách cho trẻ làm quen với tiếng Anh qua các bài hát tiếng Anh hoặc kể chuyện tiếng Anh dưới 20 phút hoặc học 5 từ tiếng Anh mỗi ngày. Vừa qua, ngày đúc đồng cổ truyền làng chè Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vui lớn đối với người dân làng nghề và là cơ hội để phát triển nơi đây trở thành điểm đến du lịch làng nghề hấp dẫn của tỉnh là một trong những bàn tay vàng của làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Bá Châu không giấu được tự hào vì những cống hiến của người dân làng trẻ đã được nhà nước ghi nhận. Đây là nguồn động viên to lớn với những người luôn tâm huyết duy trì phát triển nghề đúc đồng, đồng thời cũng là trọng trách của người dân làng trẻ nói chung và những nghệ nhân nói riêng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Tôi cũng đang cố gắng để gìn giữ và phát huy nhiều hơn nữa và nghiên cứu ra một số các cái sản phẩm có thể làm quà lưu niệm cho các khách du lịch đến tham quan và mà đặc thù riêng là nghiên cứu thêm cái chống đồng nổi tiếng của Việt Nam mình là để đánh kêu có cái tiếng âm thanh như chống ra. Hiện nay trong số 32 hộ ở làng nghề Thiệu Trung thì có 13 hộ hiện đang làm nghề đúc đồng truyền thống Tất cả các công đoạn sản xuất tại làng nghề, từ việc xử lý nguyên liệu cho đến khâu hoàn thành, đánh bóng và nhuộm sản phẩm đều được làm thủ công. Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt trong nghề đúc đồng của làng chè. Ý thức rõ giá trị sản phẩm truyền thống của làng, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các hộ dân làng nghề đã đóng góp xây dựng trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm, thành lập bắt quản lý nhằm giới thiệu các mặt hàng đến khách tham quan và cái điều rất mong muốn chúng tôi là có ý tưởng và rất mong muốn là sau này nơi đây cũng là là một cái làng nghề đồng thời cũng là một điểm du lịch lý tưởng mà không những thế là một điểm du lịch hướng hấp dẫn của du khách căn cứ kế hoạch của ủy ban tỉnh thì ủy ban huyện cũng đã có cái ban bản chỉ đạo ủy ban xã Thiếu trung mà lập cái hồ sơ để đề nghị ủy ban tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh sẽ tạo ra cái tiềm năng thế lực cho cái ngành nghề truyền thống cổ truyền này phát triển góp phần vào cái việc phát triển kinh tế chung của địa phương. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng hiện nay làng nghề vẫn chưa được nhiều du khách biết đến. Các sản phẩm cũng chưa phong phú mới tập trung vào các sản phẩm thờ cúng hay quà tặng cỡ lớn với mức giá từ 2 triệu đồng trở lên. Chính vì vậy, đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, ngoài sự nỗ lực của người dân địa phương trong việc đa dạng hóa sản phẩm, làng nghề đúc đồng trẻ đông cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực hơn nữa từ chính quyền các cấp, cấp các ngành chức năng trong việc tăng cường quảng bá kết nối để làng nghề thu hút ngày được càng đông du khách tới tham quan mua sản phẩm. Tiếp sau đây là một điểm báo thanh hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Một trong nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị lần này là việc thống nhất cao ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng. Bài viết Soi mình vì dân vì nước đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng đã tập trung phân tích về vấn đề này. Tờ báo khẳng định không ngẫu nhiên mà trong 5 năm của hai nhiệm kỳ liên tiếp gần đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã hai lần ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 để bàn sâu về vấn đề xây dựng trình đốn đảng mà mấu chốt là vấn đề tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Với quy định mới về nêu gương, một lần nữa, Đảng xác định việc đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên là một trong những nội dung phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng. Quan trọng hơn, đó là những người lãnh đạo cấp cao là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, Rõ ràng khi cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của xây dựng Đảng thì việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao chính là để tạo nền tảng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch lành mạnh và đủ sức chiến đấu lãnh đạo đất nước tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển. nêu quan điểm liên quan đến việc hội nghị trung ương 8 thông qua quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương trao đổi trên báo điện tử VOV, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên thường trực Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, đây là việc làm đúng đắn. Việc đặt ra quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ cấp cao sẽ có sức lan tỏa và thuyết phục, chắc chắn sẽ kéo theo sự chuyển biến ở cấp dưới. Dẫn lại lời Bác Hồ từng nói, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, ông Phạm Thế Duyệt khẳng định, mọi việc diễn ra trong đảng dù tốt hay xấu đều phản ánh sự chỉ đạo lãnh đạo của Trung ương, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, trước hết là các đồng chí đứng đầu các bộ ngành trung ương địa phương. Vì vậy, nếu làm tốt được vấn đề cán bộ từ đào tạo, rèn luyện, phát hiện, đề bạt mà đúng thì đây sẽ là những người quan trọng nhất, có sự ảnh hưởng sâu rộng nhất. Cũng liên quan đến quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, báo điện tử Vietnamnet thẳng thắn cho rằng, khi một cán bộ cao cấp của đảng chủ động từ chức vì thấy mình không còn xứng đáng, thì đó là cách thể hiện rõ ràng nhất có tính nêu gương nhất của những cán bộ chủ chốt. Vì vậy, ngoài quy định cụ thể về những điều mà các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương phải nêu gương, thì yêu cầu phải chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện uy tín. Để địa phương, cơ quan đơn vị bình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị hoặc xảy ra mất đoàn kết kéo dài, cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng lãng phí tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, phải xử lý bằng pháp luật là điều được cán bộ nhân dân cả nước đánh giá cao. Nguy cơ bùng giá cuối năm đang là nỗi lo của các chuyên gia, người dân và của chính doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trước tình trạng giá xăng tăng mạnh cuối tuần qua. Theo phân tích trên báo Thanh niên, giá bán lẻ xăng dầu tăng từ 403 đến 752 đồng một lít vào cuối tuần qua, đưa giá xăng đang ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả Bộ Tài chính cho rằng, giá xăng dầu tăng mạnh đợt này sẽ ảnh hưởng lên các hàng hóa dịch vụ, tác động đến lạm phát những tháng cuối năm. Ngoài ra còn một hiện tượng mà Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long đánh giá tất yếu sẽ xảy ra là tình trạng giá hàng hóa dịch vụ té nước theo mưa, tăng nhanh hơn sự tăng giá của xăng dầu. Đây là vấn đề mà các cơ quan ban ngành cần phải kiểm soát. Chuyên gia cảnh báo, ngày càng có nhiều chiêu trò loại hàng Việt ra khỏi siêu thị không chỉ khó vào siêu thị ngoại, ngay siêu thị nội cũng nhiều rào cản, thông tin đang được đăng tải trên báo Đất Việt. Cụ thể, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP vừa cho biết, có hiện tượng doanh nghiệp thủy sản gặp cản trở khi đưa hàng hóa vào siêu thị dịp Tết do siêu thị không chấp nhận các lô hàng thực phẩm có dư lượng hóa chất kháng sinh cấm, mặc dù dư lượng của các chất này rất thấp, đã ứng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội cũng đưa ra nhận xét, hàng Việt ngày càng có nhiều rào cản khi muốn chân chân vào siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài, thậm chí cả siêu thị nội. Có nhiều trường hợp hàng hóa mất hàng tháng chưa vào được siêu thị, nếu vào được cũng hành đủ kiểu, thậm chí có trường hợp sản phẩm bị đút dưới kệ vì không có phong bì. Thưa quý vị và các bạn, Xử lý xe quá tải từ đầu nguồn hay tại các bến bãi là một trong những giải pháp được đánh giá rất khả thi để hạn chế xe quá tải. Song thực tế hiện việc xử lý tại các bến bãi gần như vẫn còn bỏ ngỏ. Vào 9 giờ 30 phút, tại bãi cát khu vực cầu Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. Qua quan sát của phóng viên An toàn giao thông 24 giờ, ở khu vực này đang có hai xe ô tô tải chất đầy cát trên thùng xe, thậm chí còn phủ bạt nhưng không thể lái xe đến 11 giờ hai xe ô tô này cũng chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ hoạt động lưu thông trên đường. Một số người dân ở khu vực này cho biết sơ dĩ hai xe này vẫn án binh bất động vì còn đợi lực lượng chức năng không kiểm tra mới hoạt động lưu thông trên đường. Việc lái xe đối phó bằng cách như trên lâu nay vẫn xảy ra nhưng chỉ khi lực lượng cảnh sát giao thông làm chiến dịch. Tại một bãi tập kết cát ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. Mỗi ngày, bãi cát này có hàng chục lượt xe ô tô tải vào mua và vận chuyển cát. Các phương tiện mỗi khi vào mua cát đều được chủ bãi xuất hóa đơn mua hàng, sau đó mới đưa xe ra bãi múc cát, nhưng gần như lại không kiểm soát tải trọng phương tiện. Không có khối lượng mua của xe thì không thống chế gì cả. Mua 5 khối thì bán 5 khối, mua 2 khối thì bán 2 khối. Miễn là theo đúng yêu cầu của người lái xe. 10 khối thì công ty bán 10 khối, 5 khối bán 5 khối được biết thời gian qua lực lượng chức năng của tỉnh đã nhiều lần mở các đợt cao điểm phát hiện xử lý xe quá tải nhưng mới kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường còn tại các bến bãi điểm đầu khi bốc xếp hàng lên thùng xe thì vẫn chưa tiến hành từ những tồn tại trên đã đến lúc việc xử lý rứt điểm tình trạng xe quá tải phải cần tập trung ngay tại đầu nguồn của các mỏ bến bãi cung cấp hàng hóa có như vậy việc xử lý xe quá tải mới không dừng lại ở khẩu hiệu bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại